Thưa quý vị, chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi và mong mang đến một mùa hè rực rỡ cho các em qua sách. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã đồng loạt ra sách vào dịp này. Tác giả Trần Hà Yên là một trong số đó. Sau 6 tập văn thơ dành cho người lớn, thì nhà thơ Trần Hà Yên vừa cho ra mắt 2 tập thơ thiếu nhi thứ hai, Từ vườn hoa nhà em do nhà xuất bản Văn học phát hành và Bác sĩ chim sâu do nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành. Hai tập thơ với bao điều yêu thương gửi gắm. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của nhà thơ Trần Hà Yên. Xin chào nhà thơ, nhà văn Trần Hà Yên. Chúc mừng chị với tác phẩm mới vừa ra mắt đúng ngay dịp chào mừng Quốc tế Thiếu nhi. Chị có thể chia sẻ một chút tới độc giả về 2 tập thơ thiếu nhi này ạ. Xin chào Phương Huyền, xin chào quý thính giả nghe đài. Hà Yên rất vui được gặp lại Phương Huyền và quý vị. Về 2 tập thơ thiếu nhi vừa mới ra mắt để chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay, năm 2024 của Hà Yên. Hà Yên muốn chào đón cái Ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng cách riêng của mình, cho nên là đã cho ra mắt 2 tập thơ này đúng vào dịp này mùng 1 tháng 6. Dạ, chị có thể chia sẻ với mọi người cái điều thôi thúc mình, đưa mình đến với những sáng tác dành cho thiếu nhi như thế nào thưa chị? Với Hà Yên thì cái tình yêu thương đối với thiếu nhi rất là nhiều. Và có thể nói là ngay từ khi còn nhỏ, Hà Yên cũng đã rất mê đọc sách thiếu nhi, truyện thiếu nhi và thơ thiếu nhi. Đặc biệt là rất là mê thơ của nhà thơ thiếu nhi Trần Đăng Khoa. Và tất cả cái tình yêu đối với trẻ thơ ở thời điểm đó cũng như bây giờ trong Hà Yên vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Và chỉ có thể nhiều hơn bởi vì bây giờ Hà Yên đã làm bà nữa, bà của 3 cháu ngoại. Rồi thêm vào đó là cái quá trình mà Hà Yên là một cô giáo dạy văn suốt mấy chục năm trời. Có những năm mà trường của Hà Yên tuyển sinh cả lớp cấp 2 và cấp 3, như vậy thì Hà Yên được phân công dạy lớp cấp 2 và được tiếp xúc với tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch và nhiều khi là lém lỉnh nữa. Hà Yên rất là vui và tất cả những cái tình yêu thương dành cho các bé nó cứ thế, nó nhân lên trong tháng năm và tới thời điểm này thì nó như là một cái lẽ tự nhiên. Khi mà Hà Yên đã về hưu rồi, có rất nhiều thời gian thì Hà Yên không chỉ viết làm thơ hay là viết truyện cho người lớn mà còn dành rất nhiều thời gian để mà khám phá cái thế giới tâm hồn của trẻ thơ. Và hai cái tác phẩm Hà Yên vừa mới ra mắt bạn đọc đó là Bác sĩ chim sâu hay là Từ vườn hoa nhà em, như là một cái sự ấp ủ tất cả mà Hà Yên đã dành cho các bé từ lâu nay. Khi mà viết về thiếu nhi, viết cho thiếu nhi thì có thể nói đây là một cái thế giới đặc biệt đối với chúng ta, không chỉ với Hà Yên mà đối với tất cả chúng ta. Cái thế giới trẻ thơ đầy ắp những là cái ước mơ cũng như là cái trí tưởng tượng phong phú, nó đáng yêu lắm. Cho nên là để viết cho các trẻ thơ thì Hà Yên cũng có rất nhiều đề tài để viết cho các con. Mà đề tài đối với các bé thì nó rất là gần gũi, nó rất là quen thuộc. Nó là tất cả những gì mà các bé đang tham gia vào cái cuộc sống đó và đang cùng sinh hoạt với gia đình, với nhà trường. Ví dụ như là một cái chuyện là đơn giản là bé được đi máy bay. Khi mà nghỉ hè mẹ cho bé về quê thì đó cũng là một đề tài. Hoặc là khi mà về quê ngoại hay là quê nội rồi thì những gì bé quan sát, cảm nhận về cánh đồng, về ruộng vườn, về cuộc sống vân vân ở nông thôn cũng là một cái đề tài. Hoặc là những khi mà bé ở nhà, những ngày nghỉ chẳng hạn, bé nghịch ngợm những cái trò, ví dụ như là bé muốn làm thợ xây hay là bé đóng giảng bất tử. Mùa hè đến, mùa vải đến thì tiếng chim tu hú hót từ cái vườn vải xa cũng là một cái sự khám phá của bé. Và cái trí tưởng tượng của bé, cái tiếng chim hót đó không phải là bình thường nữa mà là từng tiếng chim tu hú gõ vào chiều mê say chẳng hạn. Hoặc là cái buổi cuối cùng của năm học khi mà bé được dự cái lễ tổng kết để chuẩn bị kết thúc năm học đó, thì cái cảm xúc của bé đối với trường, với lớp, với thầy cô, với cây phượng già, với tiếng ve râm ran nơi sân trường, thì tất cả những điều đó cũng là những cái cảm xúc của bé. Và Hà Yên đã nhập vai vào bé, vào cái đời sống của các bé để mà cảm nhận, để mà viết. Và đó chính là những tác phẩm Hà Yên đã cho ra mắt bạn đọc. Tập thơ Từ vườn hoa nhà em và Bác sĩ chim sâu thì đề tài
khá là phong phú, nhưng bên cạnh đó thì thấy chị khá quan tâm tới cái đề tài về thiên nhiên, về thế giới loài vật, thì cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào? Mình có một cái chủ đích riêng dành cho cái đề tài thiên nhiên, viết cho thiếu nhi không thưa chị? Với Hà Yên đó thì Hà Yên không chỉ viết cho các bé có cái cuộc sống ở thành phố, mà Hà Yên muốn mở rộng cho các bé một cái nhìn đa chiều hơn về cái thế giới xung quanh, bao gồm cái thế giới đó là thế giới của thiên nhiên, của vạn vật. Cho nên là Hà Yên rất là chú tâm vào cái cuộc sống, cái sự cảm nhận của các bé đối với thiên nhiên ở nông thôn Việt Nam mình. Cho nên là thông qua cái việc mà bé cảm nhận được cái đời sống của thiên nhiên, của vạn vật đó, thì Hà Yên muốn bồi dưỡng tâm hồn cho các bé về cái tình yêu đối với thiên nhiên, về cái ý thức đối với cộng đồng, chẳng hạn bảo vệ thiên nhiên hay là yêu thiên nhiên, vân vân, để từ đó có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với cộng đồng hơn nữa khi mà bảo vệ cái thiên nhiên xung quanh của chúng ta. Vâng. Với chị thì viết cho thiếu nhi khó hay là dễ ạ? Thực ra thì viết cho thiếu nhi rất là khó chứ không phải là dễ. Tưởng như là đơn giản nhưng mà thực ra không đơn giản đâu ạ. Bởi vì đối với Hà Yên nhận thấy có những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là phải hiểu về cái thế giới trẻ thơ, rồi là phải nhập tâm vào thế giới đó, rồi là phải sử dụng cái ngôn ngữ, cái lời ăn tiếng nói của các bé, của thiếu nhi, thì mới có thể diễn đạt được tất cả những cái rung động tuổi thơ đó, những cái hiểu biết đó trong một cái không gian đa chiều. Bởi vì cái tâm lý của trẻ thơ thì là rất là dễ thay đổi và chưa ổn định, cho nên là ở mỗi một lứa tuổi, một cái độ tuổi khác nhau, thì các bé có những cái nhìn nhận, cái quan sát đối với thiên nhiên, cuộc sống của con người khác nhau, và mình phải nắm bắt được tất cả những điều đó thì mình có thể viết cho các cái lứa tuổi thiếu nhi được. Đó, cho nên là đối với Hải Yên thì đó là một điều khó chứ không phải là dễ đâu ạ. Dạ, hai tập thơ này thì mình làm trong khoảng thời gian bao lâu thưa chị? Thực ra thì Hải Yên viết cứ cứ nghĩ được có cảm xúc là Hải Yên viết và lưu lại đó. Xong rồi sau một thời gian thì Hải Yên lại lấy ra chỉnh sửa và lại viết, và cứ thế nó ấp ủ. Có những cái điểm Hà Yên ấp ủ rất là lâu, nhưng mà lại ngay thời điểm đấy mình quan sát thấy thì mình lại không chưa có cảm xúc, để rồi tới một cái thời điểm nhất định nào đó tự nhiên cái cảm xúc nó ùa ra, và thế là Hà Yên lại viết được, rồi lại để đấy, xong cứ lưu đấy. Nhưng mà có nói chung có thể nói là với hai tập thơ này thì Hà Yên đã ấp ủ nó trong khoảng 3 năm, 3 năm thì mới viết được hai tập như vậy. Dạ, vậy thì không biết là khi đã bước chân vào thể loại văn học thiếu nhi rồi, đã đặt cái nền móng từ hai tác phẩm này, thì mình có nghĩ rằng là mình sẽ đi một chặng đường dài với văn học thiếu nhi hay không? Có cái ấp ủ gì khác dành cho văn học thiếu nhi không thưa chị? Thực ra thì sau 6 tác phẩm viết cho người lớn, bao gồm là 5 tác phẩm thơ và một tác phẩm truyện ngắn viết cho người lớn rồi, thì Hà Yên muốn dành cái thời gian còn lại của mình để mà viết cho các bé. Không chỉ là hai tác phẩm thơ này, Hà Yên vẫn mong muốn rằng mình sẽ viết được truyện ngắn cho các bé, bởi vì những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ để mà viết cho các bé nó không chỉ dừng ở thơ, mà Hà Yên vẫn đang định hình nó thông qua những cái truyện ngắn hoặc là những truyện cực ngắn chẳng hạn. Vậy thì cũng từ hai tập thơ để gửi gắm tới phụ huynh, tới các bé, thì chị mong muốn gửi gắm điều gì chị ạ? Hà Yên mong muốn rất là nhiều vấn đề thông qua hai tác phẩm thơ của mình. Ví dụ như là Hà Yên mong rằng là không chỉ là thơ thiếu nhi của Hà Yên dành cho các con, mà là thơ thiếu nhi của tất cả các nhà thơ, nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi á, thì cũng sẽ được các con, đặc biệt là các phụ huynh quan tâm hơn nữa, và xem đây là những món quà tinh thần cho các con ở thời gian trong năm học, và đặc biệt là thời gian các con nghỉ hè. Hải Yên rất muốn là những tác phẩm thơ thiếu nhi sẽ là những món quà bổ ích và lý thú để cho các con trong suốt thời gian nghỉ hè của mình á, là có thể đọc, có thể tìm hiểu nó và có thể thấy được phía sau của những cái điều mà các nhà thơ, nhà văn viết đấy á, là những cái bài học bổ ích về cuộc sống, về con người, bồi dưỡng tâm hồn cho các bé về rất nhiều vấn đề, tình yêu thương đối với gia đình, rồi với thiên nhiên, rồi với cộng đồng, vân vân. Đấy. Và Hà Yên cũng muốn là
thông qua những tác phẩm của Hà Yên nói riêng và các nhà thơ, nhà văn viết cho thiếu nhi nói chung á, thì bồi dưỡng cái văn hóa đọc cho các con. Bởi vì bây giờ ở cái thời đại hiện đại bây giờ, khi mà tất cả những cái thông tin đều ở trên mạng rất là nhiều, thì các con lại cứ chú ý lên những cái điều đó, vào những điều đó. Và khi rảnh thì thường hay là chơi điện thoại, rồi chơi game, hoặc là coi TikTok, ví dụ như vậy. Thì những điều đó nó không phải là nó không bổ ích ở một cái mức độ nhất định nào đó, nhưng mà phần lớn thì là những cái bài học mà phù hợp với lứa tuổi của các con để giáo dục các con nó trở thành những người tốt thì nó vẫn là nằm ở trong những cái tác phẩm như thế này, tác phẩm văn học thiếu nhi ở những cái trang sách như thế này. Cho nên là Hà Yên rất mong muốn là thông qua những cái tác phẩm văn học thiếu nhi thì các bé được bồi dưỡng thêm cái văn hóa đọc để mà yêu thêm cái tiếng nói của nước nhà, tiếng mẹ đẻ của mình thông qua những trang sách, bồi dưỡng thêm tâm hồn cho các bé. Vậy thì trước khi chia tay, nhà thơ Trần Hà Yên có thể chọn hai bài thơ gửi tới các bé. Hà Yên xin đọc hai bài thơ để tặng cho các bé và chúc các con có một mùa hè vui tươi, bổ ích và đầy năng lượng. Cô Hà Yên xin cảm ơn các con đã đón nhận hai tác phẩm của cô và yêu quý các con rất là nhiều. Bây giờ cô Hà Yên sẽ đọc nhé bài thơ Chia tay năm học. Bài thơ này được trích trong tập thơ Từ vườn hoa nhà em của nhà thơ Trần Hà Yên. Sáng hôm nay tí đến lớp dự buổi tổng kết cuối năm, giữa bao ồn ào náo nhiệt, khuôn mặt tí buồn đăm đăm. Mẹ bảo nghỉ hè về ngoại vui chơi cùng bạn bè quê. Tí nghe trong lòng vui lắm, bao điều hứa hẹn say mê. Nhưng mà vắng thầy vắng bạn, tí lại chẳng muốn chút nào. Nghỉ hè xa trường xa lớp, tí nghe lòng cứ nao nao. Tí nhớ giọng cô ấm áp, giảng bài mỗi sớm mỗi chiều. Nhớ phòng học và các bạn, biết bao kỷ niệm thương yêu. Thương cây phượng già đứng đó, mỗi năm hè đến trổ hoa. Lại thương tiếng ve gióng giả, nên bàn chân chẳng muốn xa. Bài thứ hai cô Hà Yên muốn gửi tới các bé là bài Mùa hè nơi quê nội. Bài này được trích trong tập thơ Từ vườn hoa nhà em. Mỗi lần về thăm quê nội, em thích thú đến vô cùng. Khu vườn xanh cây trái, líu lo chim hót vang lừng. Trong vườn nội trồng đủ loại, trái cây lủng lẳng trên cành. Mùa nào được ăn thức nấy, em không lo phải để dành. Những hàng rau ăn thẳng tắp, mơn mởn dưới ánh nắng hồng. Vài chú chuồn kim bé nhỏ, đậu trên mấy luống cải ngồng. Xa xa, xa xa ngoài khu vườn ấy, ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Mấy cô áo nâu táp nước, cánh diều no gió mê say. Em yêu thiên nhiên tươi đẹp, nhảy nhót như chú chim sâu. Bà mẹ về đi làm nhé, em thương nội hóng về đâu.